Không, chắc như hai 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 xoắn mà. Hai xoắn nhưng mà có biết tông không? Hả? Có biết tông không? Có không? Biết tông là cái này này. Hai cái biết tông như thế này. Chắc mà. Bộ đôi đặc biệt là ép như thế. Để tiến để như là cái nem này nó rắn. Rắn hơn cái này bộ. Hắn cứ điều chỉnh sao mắt thần này. Đấy. Đấy. Ví dụ như ở đây ta muốn giảm gam ta điều chỉnh xa gần đây này. Đấy, xa thì nó sẽ kéo ra xa, gần nó sẽ kéo ra gần nha. Đấy, ví dụ này. Cứ chạm vào mắt thần là chặt, chạm mắt thần là chặt. Đấy, như vậy. Còn một cái chế độ nữa là cái chế độ do xoay tự do. Bật thế này. Đấy, chúng ta bật công tắc lên thì nó sẽ xoay tự do. Tôi chuyển sang đây này. Đấy, ta đây chỉnh nhanh chậm đây này. Đó, nhanh chậm này. Đấy. 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 Đấy, đấy, đấy. Đấy. Như vậy. Còn khuôn thì nếu mà ta muốn khuôn nhỏ đi thì ta thay thôi. Ta vặn cái này, ta thay cái khuôn nhựa thôi. Đấy. Thì ta thay khuôn nhựa ta vặn ra thôi. Ta nhấc cái này ra này. Đấy. Thay cái khuôn nhựa vào thôi. Đây ta thay cái khuôn nhựa vào, ta ép vào nhá. Thì ta xoay vào thì nó sẽ nhỏ đi. Nhá. Thay vào thì cái lỗ nhỏ đi thì chẳng nó sẽ nhỏ đi thôi.